Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video này thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái cơ hội ha. Nếu mà các bạn trúng được cái kèo này thì các bạn cũng giống như các bạn là trúng số như vậy á. Và kèo này là kèo IDO đầu tiên ở trên sàn Bybit á và ở trên Web3. Thông qua đây thì chúng ta sẽ có thể là nhận được một kèo khá là ngon. Các bạn sau khi mà đã đăng ký tài khoản ở trên sàn Bybit thành công rồi đấy thì các bạn sẽ vào trong phần trang chủ và chúng ta nhìn thấy nó có cái phần là Web3 đúng không? Web3 có chữ hot kế bên nè, các bạn bấm vào trong đây ha. Mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái thông tin mà mình nghĩ rằng các bạn sẽ không thể nào bỏ qua được cái kèo này. Và nếu mà trúng thì thật sự giống như là Tết năm nay chúng ta có thể ăn Tết rất là lớn đấy. Và kèo này thì nó cũng có giới hạn nha. Bây giờ thì các bạn bấm vào trong cái chỗ Web3 đúng không? Và chúng ta chọn vào trong phần chi tiết ha. Rồi, bây giờ thì các bạn xem ha. Hiện tại thì cái thời gian đăng ký sẽ kết thúc sau 3 ngày nữa đúng không? 3 ngày nữa. Và bây giờ thì xem thử cái yêu cầu của nó là như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái ví ha. Các bạn sẽ tạo một cái ví ở trên cái Bybit Wallet này. Và cái thứ hai là các bạn cần phải giữ là 300 đô và thêm là 0.1 BNB ở trên cái ví này, trên mạng lưới của BNB ha. Cái này thì kiểu giống như các bạn giữ tiền trong ví thôi, chứ cũng không cần phải giao dịch mua bán gì trong đây hết. Và nếu mà các bạn trúng được cái vé này đấy thì các bạn sẽ được quyền mua là 200 đô ha. Và tổng số lượng vé mà để phát hành cho đợt này á chỉ có 200 vé thôi. Như vậy thì chỉ có 200 vé thôi. Và các bạn nếu mà một trong những bạn mà trúng được trong cái 200 vé này thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ kiếm rất là nhiều tiền. Và nó sẽ unlock 100% luôn, nó không có khóa nha. Và chúng ta xem là cái dự án hôm nay á là dự án như thế nào mà mình gọi là mình giới thiệu cho các bạn ha. Ok, bây giờ thì chúng ta nhìn xuống phía dưới nè. Tổng phát hành của cái dự án 3B này là nó là 4.000 tỷ ha, 4.000 tỷ ha. Và nếu mà tính theo cái cap á, gọi là cái vốn hóa thị trường của nó đấy không, thì nó chỉ có 40.000 đô thôi. Và cái giá khởi điểm nè mà chúng ta có thể mua được á là sau dấu chấm là 7 con số 0 ha và đến một con số 1. Như vậy thì nếu mà bạn mua cái này á thì chỉ có 200 vé thôi và chúng ta được quyền mua ha. Thì cái cap này nó chỉ có 40.000 đô thôi. Và với cái cap 40.000 đô này mà được click ở trên sàn Bybit á, thì mình nghĩ là cái chuyện x5 x10 rất là đơn giản luôn. Cap 40.000 đô mà nó lên 400.000 đô là các bạn thấy các bạn x được là 10 lần rồi. Mà nếu nó x lên được, nó lên được cái cap khoảng 4 triệu đô á, thì các bạn sẽ x được 100 lần. Và nếu mà bạn trúng được cái vé này đúng không, chúng ta bỏ 200 đô vào và chúng ta mua ha, mua hết cái 3B này, cái đồng token 3B này, thì khi đó các bạn thấy là các bạn sẽ ít được lên đến là 100 lần nếu mà cái cap của cái thằng 3B này nó là 4 triệu đô ha. Nhưng mà 4 triệu đô thì mình nghĩ cũng nói chung là với một cái dự án thì chưa có biết cái độ FOMO nó thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là cái cap 40.000 đô ngay từ giai đoạn ban đầu là nó quá là bé rồi. Nó chỉ cần lên 400.000 đô thôi là bạn ít được 10 lần rồi. 200 đô mà chúng ta sẽ thành là 2.000 đô. Tết này coi như ăn Tết mệt mỏi luôn. Đó, nhưng mà cái này thì mình nghĩ rằng nó cũng rất là khó trúng bởi vì rất là nhiều người tham gia ha, mà chỉ có 200 vé thôi, 200 vé thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nên thử ha. Và cái trường hợp mà các bạn không trúng được cái kèo này á thì tiền của các bạn nó sẽ ở đâu? Tiền của bạn cũng nằm ở trong ví của các bạn ha. Nó không có đi đâu hết và chúng ta có thể là rút về, chúng ta rút ra Việt Nam đồng ha. Nó không có bị mất, không có bị hư hao, không có bị gọi là giống kiểu là mua không được là mất tiền đâu, mà tiền nằm trong ví và họ sẽ chụp nhanh tất cả những cái ví mà đủ điều kiện á và họ xem coi là ví nào đủ điều kiện và may mắn thì họ sẽ trao cho một vé ha. Vé đó thì mình nghĩ chắc cũng hơi khó ăn tại vì có 200 vé thôi. Mà thôi cứ thử ha. Hiện tại bây giờ thì các bạn nếu mà có giữ tiền ở trong túi thì chưa chắc gì các bạn đã có thể kiếm được cái kèo ngon như thế này. Các bạn giữ tiền ở trong ví này ha. Vài hôm sau nếu mà không trúng được chúng ta rút tiền ra. Rồi, bây giờ cách làm đơn giản mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Chúng ta bấm vào tạo ví nè. Rồi, ở chỗ này nó để là khám phá Bybit Web3, tạo ví tiền điện tử để tham gia thế giới phi tập trung chỉ với một cú nhấp chuột. Còn bấm vào tạo ví luôn. Ok, như vậy là xong. Tạo ví khá là nhanh đúng không? Và ví này nó đi theo cái tài khoản của các bạn luôn ha. Ở trên ví này thì nó có hai mạng ha. Một mạng là của Ethereum, mạng thứ hai là của BNB. Và cái kèo mà IDO lần này á, là chúng ta tham gia ở trên mạng lưới của BNB ha. Nên là các bạn cần phải là nạp vào trong cái ví này là 300 ODT. Và kèm theo đó nữa là 0.1 BNB ha. Vậy là đủ điều kiện. Và các bạn giữ trước cái thời điểm mà họ chốt ấy. Như vậy thì còn 3 ngày nữa đúng không? Còn 3 ngày nữa thì nó mới diễn ra cái sự kiện IDO lần này. Bây giờ thì chúng ta nên chuẩn bị ngay từ bây giờ ha.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào lại trong cái phần là web 3 IDO đúng không? Thì cái thời gian là mình đăng ký rồi ha. Bây giờ thì sổ số thì đến ngày 18 của tháng 1 thì bắt đầu. Và quy đổi thì là sẽ cách đó là khoảng 30 phút ha. Rồi, đây là kết thúc và đây là cái quá trình mình tạo ví nè, tạo ví xong rồi ha. Tạo ví xong rồi. Bây giờ đến cái bước là mình sẽ nạp vào trong đây là 300 đô và 0.1 BNB ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành nạp vào trong ví này ha. Đây chúng ta thấy là có chữ là Bybit Spot Account, các bạn bấm vào trong đây. Rồi ở đây thì đây là cái địa chỉ ví của mình đấy, nó sẽ nằm theo cái tài khoản luôn. Ở bên ví bên kia thì mình đang có là khoảng 10 đô ha. Bây giờ thì đây mình sẽ rút đi là 300, đúng rồi 300 đô ha, mình sẽ rút đi là 300 đô. Mình sẽ bấm vào gửi, phí của nó là 0.3 đô ha, và sẽ gửi vào trong cái địa chỉ ví này nè, địa chỉ ví của mình ở Bybit của mình ha. Bấm vào gửi và nó chạy trên cái mạng lưới là của BEP20 ha. Bấm vào gửi ha. Chúng ta sẽ bấm vào là xác xác nhận ha, code để cho an toàn. Phía dưới này là mã bảo mật 2FA, rồi bấm vào xác nhận ha. Rồi lúc nãy thì mình mới vừa chuyển ha, bây giờ mình vào trong cái ví để xem ha, check xem ha. Có rồi ha. Vậy thì ví này của mình đang có là 311.55 đô ha. Bây giờ mình còn thiếu là cái phần là của thằng BNB này, thì mình sẽ chọn nạp luôn. Thì mình được chuyển từ tài khoản giao ngay của Bybit luôn ha. Cái này nó liên kết với nhau ấy, ta chọn như thế này nó cũng được. Rồi rút vào trong đây ha, và mình sẽ rút đi như thế này. Nó sẽ có cái phần phí á, phí là 0.005 ha. Rồi mình rút như thế này thôi, bấm vào gửi này, đây địa chỉ nạp vào ha, bấm vào gửi. Và quay trở lại ở đây, bạn thấy là cái điều kiện đầu tiên của mình đó là giữ trong ví là 300 đô không, là mình đã có đánh dấu tích màu xanh rồi. Bây giờ còn là 0.1 BNB ha, thì mình đang chuyển vào đợi nó vào bên trong ví á, thì lúc đó thì cái này nó sẽ đánh cái dấu tích màu xanh là mình đủ điều kiện để tham dự và nhận có thể là xổ số, nhận được cái vé này ha. Vé này thì rất là đáng giá trị nha các bạn. Hiện tại thì các bạn cũng thấy rồi, cái vốn hóa thị trường mà nếu chúng ta tính ra theo của cái 4.000 tỷ đồng này đấy thì nó chỉ mới có 40.000 đô thôi, và nếu trúng một vé này thì các bạn Tết coi như no nê luôn đấy. Rồi mình mới vừa nhận được cái thông tin là nó đã chuyển vào ha. Bây giờ mình lót lại thử cái trang này xem nè, cái điều kiện của mình đã đủ chưa. Ok bây giờ thì các bạn thấy là đủ rồi ha, và trong ví này á bây giờ thì mình đã có được là 310 đô và kèm theo đó là 0.11 BNB. Khá là ổn rồi ha. Bây giờ quay trở lại bên đây để mình đăng ký ha. Và các bạn sẽ nhấp vào cái nút là đăng ký IDO chỗ này. Chúng ta đăng ký IDO ha. Và đây là cái số vé của bạn nè, họ sẽ dựa theo cái số vé này sổ ha. Rồi số vé của bạn đã được chọn xổ số, bạn cần có cả OD cũng như BNB để mà tham gia vào trong cái kèo xổ số lần này. Bây giờ thì bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình ha, chia sẻ cho bạn bè của mình về cái sự kiện này. Rồi như vậy là đã đăng ký IDO thành công ha, cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Thấy cực kỳ đơn giản luôn. Đầu tiên thì chúng ta có ODT, sau đó các bạn sẽ trích ra một ít chúng ta mua BNB, rồi sau đó các bạn nạp BNB và ODT vào trong cái ví của Bybit này. Rồi từ ở đây các bạn sẽ quay trở lại với chúng ta đăng ký IDO, như vậy là thành công ha. Và bây giờ các bạn ngồi đợi thôi, đợi khi mà nó còn khoảng 2 ngày nữa thì nó sẽ cho là ha, 3 ngày đi, 3 ngày nữa ha. Ngày 18 thì nó sẽ xổ số. Nếu mà trúng thì kèo này coi như là ngon lành luôn ha. Ok, video này mình sẽ xin tạm dừng ở đây và mình sẽ update cái thông tin ra sau khi mà cái kèo xổ số này nó phân phối cho mọi người ha, để xem lúc đó coi mình có trúng hay không. Hy vọng rằng mình sẽ trúng ha. Xin chào và hẹn gặp lại.